Nếu mà hàng ngày đọc tin tức công nghệ và ao ước được trên tay hay trải nghiệm thử một chiếc smartphone tablet giá cả chục triệu đồng đã là ao ước của nhiều người. Nhưng nghĩ sao chúng ta có cơ hội được tiếp cận thêm nữa các sản phẩm công nghệ có giá lên tới cả trăm triệu mà các bạn sẽ được trải nghiệm thực tế tại chỗ đó là những chiếc máy ảnh hay máy quay phim khủng như các thương hiệu nổi tiếng mà các bạn sẽ có cơ hội dùng thử tại sự kiện Digital Emotion diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 5 2016 Và đây, xin kính chào các bạn các vị, mình đang có mặt tại sự kiện lần này Và chúng ta hãy cùng nhau đi một vòng xung quanh xem có gì nổi bật hay không nhé Về quy mô trên lý thuyết năm nay thì thu được khoảng hơn 200 gian hàng đến từ hơn 50 thương hiệu khác nhau, đa dạng từ máy ảnh, máy quay phim, hệ thống âm thanh, trường quay ảo vân vân. Năm nay Canon là nhà tài trợ chính, do vậy ngay từ cửa vào các bạn sẽ thấy gian hàng cực lớn với đầy đủ các thiết bị hàng đầu. Ngoài các thương hiệu đã quá quen thuộc trong nước thì chúng ta sẽ còn có cả các thương hiệu đến từ Đài Loan, Trung Quốc cùng các các giải pháp về âm thanh như có mic thu âm, bên cạnh đó là phụ kiện máy ảnh, thậm chí có cả gian hàng các bạn trải nghiệm flycam. Các bạn sẽ thấy một trường quay áo chỉ cần đứng vào trên một cái phông nền xanh Khi nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất là lung linh như đang dẫn chương trình dự báo thời tiết cực kỳ là bá đạo Nhưng có thể nói rằng các gia hàng năm nay không thực sự chất lượng Các sản phẩm Trung Quốc Đài Loan không có gì mới mẻ, ít công nghệ ấn tượng, hấp dẫn Chính vì thế tâm điểm vẫn là gia hàng của Canon đã đem lại đến cực kỳ nhiều sản phẩm công nghệ mới nhất và cao cấp Để người dùng có cơ hội trải nghiệm thực tế tận tay Ấn tượng nhất có lẽ không thể bỏ qua chiếc máy ảnh Canon 1DX Mark II. Đây là một mẫu máy ảnh chuyên nghiệp với mức giá trên cả trăm triệu. Nó có thiết kế vô cùng hầm hố và chắc chắn, cầm một tay thực sự khá là khó khăn đối với mình. Các bạn đã thấy là nó có những công nghệ tiên tiến nhất, bộ xử lý hình ảnh Dual Digic 6 Plus, độ phân giải lên tới 20.2 megapixel, giải ISO kéo dài lên đến 409.600 đặc biệt nhấn mạnh và khả năng lấy nét cũng như tốc độ chụp ảnh cao với 14 fps ở chế độ tự động và 16 fps ở chế độ live view. Tốc độ này của chiếc Canon 1D M2 sẽ giúp hướng đến những người hay chụp ảnh thể thao hoặc chụp ảnh hoang dã. Về khả năng quay phim thì nó cũng đạt đến đến 4K tốc độ 60 fps. Không chỉ các mẫu cao cấp như thế này, Canon cũng đem đến chiếc 80D là phiên bản nâng cấp của mẫu 70D mà các bạn đang được xem trực tiếp mà mình đang quay video review. Điểm lấy nét được nâng lên thành 41 so với chỉ 19 điểm trên 70D cũng như độ phân giải là 24 megapixel. Cơ cấu màn trập mới tương tự trên mẫu máy ảnh cao cấp 5DS mới đây của Canon cũng giúp cho hình ảnh được cải thiện hơn. Khả năng quay phim 180D đã cải thiện một cách rõ rệt với Full HD nhưng là tốc độ khung hình đạt 60 fps thay vì chỉ có 30 giống như cái chiếc 70D mình đang sử dụng hiện tại. Ngoài ra bạn là người mới sử dụng máy ảnh thì có thể chơi trước 1300 d này Đây là mẫu hoàn toàn mới với mức giá chỉ gần 10 triệu đồng Nó kết nối NFC cực kỳ tiện lợi trong cái việc trao đổi dữ liệu với smartphone để các bạn up trực tiếp lên mạng xã hội Cũng như là chúng ta sẽ có đèn flash cóc để dễ dàng chụp trong điều kiện thiếu sáng Nếu các bạn không có nhu cầu sử dụng chiếc máy ảnh DSLR nhiều chức năng và khá công kênh thì đừng bỏ qua dòng máy ảnh không gương lật hay point and shoot của Canon đông Trong đó chúng ta sẽ có chiếc EOS M10 thiết kế rất là đáng yêu Để mình thích trên dòng sản phẩm này đó là màn hình có thể điều chỉnh rất dễ dàng nhấc hẳn ra để quan sát được ở điều kiện tốt nhất nhiều góc độ và xoay về phía trước để làm màn hình có thể selfie cực kỳ tiện lợi và đặc biệt có thể thay được ống kính chứ không phải cố định do vậy anh ta sẽ có nòng súng là to hay dài tùy vào kích thước của các anh và có một dòng sản phẩm chắc chắn bạn không thể bỏ qua nếu có ý định đi du lịch mà dụng dễ dàng nhất như là hay là mua cho phụ huynh cũng được đó là dòng point shoot g series đến từ canon đây là dòng thiết kế đẹp đẽ và tinh tế trong đó mình thích nhất là chiếc g9x ngay từ bên ngoài G9X đem lại một cái vẻ đẹp cổ điển với thiết kế là bán cầm từ nhựa Tuy nhiên làm giá da màu nâu cực kỳ là đẹp và chất Khi sở vào chiếc máy này các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, trau chuốt Và đừng quên chúng ta còn có mẫu khác như là G7X hay G5X Đây là dòng sản phẩm chia ra các mức giá khác nhau với những trải nghiệm cũng như là độ phân giải và chức năng khác nhau Thiết bị này đều có điểm chung là sử dụng màn cảm ứng, do đó là thiết lập một cách dễ dàng. Sử dụng cảm biến CMOS Glen có độ nhạy sáng cao hơn trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài những sản phẩm trên mình còn tìm thấy hai quái thú dành những người thích quay phim. Đây là hai sản phẩm thuộc dòng C với mức giá rẻ nhất từ 137 triệu cho đến hơn 170 triệu. trời, giờ đây là ao ước để một ngày mà mình có thể quay video review làm sao sánh vai với cường quốc Nam Châu trên toàn cầu. Nhưng mà chắc sẽ còn xa lắm. Ngoài chụp ảnh ra thì Canon là một trong những thương hiệu nổi tiếng về việc cung cấp các giải pháp về in ấn và đây là dòng máy in Pixma mới cho chúng ta có khả năng in được số lượng nhiều nhưng mà tiết kiệm tối đa về chi phí. Bên cạnh đó đảm bảo về chất lượng in tốt nhất. Một số sản phẩm được in trực tiếp tại sự kiện và người tới tham gia có khả năng in được cả ảnh của mình. Đây là một cái điều các bạn có thể rủ gấu đến để in ảnh ra cho vào ví hay cho về nhà thì cũng cực kỳ là tuyệt vời. Ngoài ra nó sử dụng công nghệ in không dây do đó có thể dùng nhiều điện thoại hay là smartphone cũng như là máy ảnh để in trực tiếp hay chúng ta dùng chung cho một văn phòng Ngoài việc trưng bày các sản phẩm mới nhất, Canon còn có chương trình độc đáo như là đấu giá giờ vàng để các bạn có thể mua được sản phẩm với mức giá hợp lý. Một chiếc máy ảnh có giá lên tới hơn 8 triệu có thể mua được với giá chỉ từ 4 đến 5 triệu đồng mà thôi. Đây là một chương trình hết sức đặc biệt mà diễn ra tất cả các ngày có sự kiện từ 12 cho đến 14 các bạn có thể tới tham gia. Và như vậy mình đã cùng các bạn đi qua một vòng triển lãm Digital Motion 2016, hội tụ những đơn vị nổi tiếng với tư cách là nhà tài trợ chính, nhãn hàng Canon là tâm điểm đem lại nhiều sản phẩm mới nhất và mình cho rằng đây cũng là nhãn hàng mà duy nhất các bạn nên đến xem và cũng như là đem lại nhiều công nghệ mới Còn các nhà hàng khác của sự kiện năm nay thực sự là khá nghèo nàn Không có nhiều điểm nhấn cũng như là không thực sự ấn tượng cho lắm Thì mọi người có thể xem qua và đến trải nghiệm để có cơ hội mua sắm thiết bị với mức giá hợp lý Các bạn có thể đủ kênh like, share, subscribe và ai đã từng đi chưa Hãy cùng comment chia sẻ bên dưới Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau